Ok, chào anh em ạ. Chào anh em quay trở lại với Leo. Và ngày hôm nay mình quay trở lại với Quốc Tăng Blitz nha. Mình chơi Blitz. Chung thì bên Blitz á thì mình sẽ có kinh nghiệm chơi hơn là bên PC. Nhưng mà sau khi chơi PC xong á thì mình nhận ra một điều là bên Blitz bắn nó thật sự nó vẫn còn thua xa đó là PC nè. Từ lúc mình bắn PC xong mình trở lại bên Blitz á thì mình bắn nó phải gọi là đáng sợ thật sự luôn ấy. Rồi mình mang tính chiến thuật của game PC trở lại game Blitz thì mình mới thấy là game Blitz nó thua xa về cái mặt chiến thuật rất là nhiều. Nhưng mà được một cái á, bên Blitz nó có điểm mạnh đó anh em ạ, đó chính là số lượng người chơi nó nhiều. Bởi vì đa phần thì anh em chơi đó là Blitz không à, chơi mobi. Mobi thì anh em chỉ cần có điện thoại anh em vác đi đâu anh em chơi cũng được, chơi cùng bạn bè rồi này kia nó cũng ok. Còn game PC thì nó yêu cầu đó là máy tính này, cấu hình mạnh. Vậy vậy nếu như mà nghiêng về làm video mà thường xuyên để mình thu hút view á, với lại gần gũi với anh em thì mình nghĩ là mình sẽ làm đó là bên Blitz hơn. Và ngày hôm nay mình sẽ quay trở lại với game Blitz bởi vì cái acc bên Quốc Tăng Blitz của mình nó cũng khá là mạnh. Chung thì cũng không dám gọi là quá mạnh anh em ạ, nhưng mà có thể gọi là đủ chơi để đủ làm video theo cái kiểu lối chơi của mình, đó là một là tăng Liên Xô và hai chính là tăng Đức. Còn lại thì đây chính là những cái dòng khác. Và cái nhánh tiếp theo mình định đi á chính là cái nhánh FV20215. Đây, 215183. Đây chính là chiếc xe có hỏa lực khủng khiếp nhất trong cái World Cup Tăng Blitz anh em ạ. Gần như là không có đối thủ. Nhưng mà trước hết á thì nếu như mà cài Blitz á thì trước video mình cũng nói là anh em nào có chơi anh em kết bạn anh em kéo mình vài trận. Trong game này thì trận đấu nó cũng khá là nhanh. Nhưng mà mình chơi một mình thì nó cũng hơi chán. À, bạn bè thì đợt trước không mấy là kết bạn được mấy người, nhưng bây giờ thì mình lâu quá không vào, mình cũng đây 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 bạn bè này cũng có khá là nhiều nha anh em, nhưng mà đa phần thì anh em nghỉ chơi hết trơn rồi, mình cũng chả nhìn thấy nữa, cho nên là đầu game thì mình chia sẻ một vài dòng thôi. Hiện tại á mình sẽ cài lên đó chính là nhánh RL15. Đây chính là nhánh có độ hạ nồng chỉ có là -4 thôi nha anh em. Độ hạ nồng của nó khá là thấp, nhưng mà bù lại thì lượng hỏa lực của nó, độ xuyên của nó là max, độ xuyên là 300 là ok rồi. Hỏa lực nó cũng gọi là ngon, nó không bằng nó là nhánh nó FV, nhưng mà FV22115B đấy, nhưng mà mình thấy nó cũng ổn. Và cái chiếc mà mình thích nhất đó chính là chiếc ST EMI này nha anh em. Cái độ hạ nồng nó rất là cao và thiết bị của nó thì vẫn chưa có nhiều, nhưng mà mở khóa không ta, thôi chung thì mấy cái thiết bị này nó cũng không có nhiều tác dụng nữa nè, mình mở tới đây là mình thấy ok rồi. Rồi ok, ngày hôm nay thì mình sẽ chơi đó là chiếc FV nha em. Một là chiếc FV này, hai chính là Tiger 2. Chung thì bên Blitz mình chơi đó dòng Đức thôi, còn dòng Liên Xô thì từ từ, Liên Xô thì từ từ ha. Rồi ok, chúng ta bắt đầu chơi với đó là chiếc STEMI này. Về bên game Blitz anh em ạ, thì tính chiến thuật nó không có cao. Chung thì anh em chơi chủ yếu là pháo chống tăng, mà nó còn đi tăng, nó còn đi lao thẳng vào giữa đội hình nó bắn được thì mình thì anh em biết rồi đấy, khá là khó. Nhưng mà thôi cứ chơi thôi, bình thường mình đã chỉnh rồi nha, mình đã chỉnh thì cũng khá là ổn. Mình thấy là bên này đây mình đã chỉnh thiết bị rồi, mình thấy nó cũng khá là ổn rồi, thao tác tay rồi đấy cũng ok. Về cái EMI này thì mình có thể gọi là mình đứng ở trên đồi mình bắn xuống cũng được, hoặc là mình dưới mình bắn lên cũng được. Đây là chiếc EMI mình khá là thích, đây chính là vị trí yêu thích của mình trên cái map này nha anh em. Mình sẽ đợi kẻ thù chạy ngang, kiểu nào thì họ cũng sẽ giao tranh ở khu vực này, hoặc là không, có thể là không LTTB một phát đã trúng, mình vẫn chưa phát hiện. Có thể bòi thêm một viên tiếp theo nếu như được, nếu thanh niên vẫn không nhìn thấy mình đã chạy rồi, có thể là trúng một viên nữa, một viên nữa, một viên nữa, nhanh 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 này, trúng hai viên đã gần hết máu, có thể là phát này sẽ đi luôn. Rồi đã đi rồi nha anh em, xem ra khu vực này mấy thanh niên nó không định giao tranh à, từ nha. Rồi nếu như được thì mình sẽ chuyển vị trí, mình sẽ lên ngay cái khu vực đồi này mình bắn xuống, bởi vì nếu như kẻ thù không có bên này thì mình có thể thoải mái mình bắn tiếp. Đây rồi, thay có một một phát đã trúng, trúng ngay mặt trước tháp pháo 43 bit. Tại như này mình sẽ tìm từ khác, thay có một đừng chết, trời đất ơi coi kìa, đã tiêu diệt thay có một. Mình sẽ giữ vị trí tốt nha. Chung chơi pháo chống tăng ở bên Blitz này thì anh em cần đó là tăng cơ trước, cần có một phát đã trúng xích, thanh niên đó đã có lẽ đã nhìn thấy mình rồi,
đã thấy rồi, đã thấy rồi. Tự nhiên mình sẽ đợi nạp đạn xong rồi mình sẽ bắn thêm một viên nữa, bồi thêm một viên nữa chắc chắn thanh niên nó đi. Đúng, muốn vào biết vẫn chưa bị hạ, đã bị hạ rồi và T25 đã nhắm tới mình, nhưng mà không sao, T25 pha này đi rồi, không được, mình không thể nhắm từ vị trí này được, cẩn thận thôi anh em ơi. Đang định thay đổi vị trí à, đã tiêu diệt xong T25 mà nó giết được hai mạng rồi nha anh, để xem thử nào. À bên kia không phải là máy nha, nói chung mình mang danh mình chơi máy thì nó hơi hơi kỳ. Anh yên tóc đang định thay đổi vị trí, đã trúng một phát 459 đam, gần như là max đam. VK36 đang định đi hỗ trợ nhưng mà chắc chắn sẽ đi luôn với pha này nếu như mình cho thêm một băng nữa. Một phát chưa chết, ây da, hạ nó anh em ơi, hạ nó nào. Ok và đã xong nha, trận đấu đã kết thúc. Chúng thì chơi bên PC qua đấy nè, PC tự nhiên cái mình nhảy qua bên Blitz cái tự nhiên mình thấy đối thủ bắn dở thật. Mà không sao, cũng cũng mang thêm một cái gọi là giúp giúp cho mình để mà mình cài tài nguyên thôi, cài tài nguyên nó ổn hơn, ví dụ như là thế. Thì đây cũng là một phần mình khá là biết ơn về cái game PC nó đã đem đến cho mình, đó là những trải nghiệm khá là thú vị nha. Mày đang tới mình nghĩ là mình sẽ chỉnh đó là đồ họa tầm trung bình thôi cho nó đỡ lắc, nói chung thì giả lập á, giả lập em chưa. À thôi mình cứ chơi bình thường thôi, nếu mà nó chỉnh trung thủ công hồi nãy chơi nó không sao thì bây giờ mình có thể chơi được. Tại vì mấy bữa nay á bên cái phần mạng wifi á, em chơi bằng mạng wifi á thì nó rất là lắc nha, tại vì tới giờ tối á, tầm là 6 giờ rưỡi tối thì bên Viettel nó sẽ bóp băng thông lại để mà nó hạn chế cái vấn đề truy cập internet đỡ lắc đấy, tại vì quá nhiều người sử dụng thì nó sẽ dẫn đến cái đường cáp nó bị vấn đề, cho nên nó bóp băng thông lại. Cái này thì mình cũng không không ủng hộ lắm đâu, nhưng mà thôi tại vì lỡ nó làm thế rồi mình biết sao giờ, nó làm nguyên một khu vực luôn mà chứ sao giờ. Bởi vậy cho nên là quá tăng buổi tối anh em, quá tăng mà PC nha, buổi tối thì mình cũng hạn chế mình chơi, bây giờ mình tìm qua đó là bên Blitz mình chơi lại. Trong bên Blitz thì mình có kinh nghiệm nhiều hơn, mình chơi nó cũng ổn hơn. Đây chính là cái map map gì mà map cái thành này, mình sẽ di chuyển tới cái vị trí mà mình thường xuyên bắn tỉa nhất, nhưng mà đa phần ngày xưa mình chơi toàn là tăng hạng nặng thôi, cho nên là bây giờ ôi nó bắt đầu lắc nữa rồi anh em ạ. À, anh em có nhìn thấy không, nhưng mà đỡ hơn bên PC nó lắc thì phải gọi là ối xồi ôi luôn. T34, một chiếc T34 cấp độ 8 nha, đây là phòng cấp 8 nha anh em, không hề đơn giản đâu, nếu như không không ổn lắm thì mình sẽ không lên cái vị trí bắn tỉa đâu. Một chiếc VK 100 khá là căng thẳng, độ xuyên của mình tầm này chắc chắn là không thể nào mà mình xuyên qua được cái hàng phòng ngự đó đâu, nguy hiểm lắm. Kẻ là đang chiếm khu vực C, có lẽ như là ổn lắm. Thôi mình vẫn bị lắc anh em ạ, à, anh em có thể nhìn thấy nha. Nào, mình không có đem theo đạn vàng nha, nói chung độ xuyên của chiếc này thì nó ở mức là gọi là khá là căng. Ôi trời nó lắc kìa, thấy cả chuẩn thì chứ, tôi đã nhảy qua bên PC rồi mà nó còn lắc nữa này, thật khó chịu. Ây à, thanh niên nó di chuyển lỗi rồi, di chuyển cái kiểu gì thế nhỉ, tại sao bạn có thể di chuyển như thế được hả? Không trúng, và đáng lẽ mình nhắm trúng trúng cái kia rồi nhưng mà nó không trúng được. Mình di chuyển tìm cái vị trí khác tại vì team nó đang bận rộn với ôi không, có lẽ nó không bận rộn, có lẽ nó không bận rộn với team mình. Đúng rồi, mình di chuyển vị trí đó thì đúng là lỗi thật. Bây giờ mình chỉ cần trúng một viên đạn là mình sẽ đi luôn. Thanh niên đã đang chờ mình đấy anh em ạ. À, bây giờ không có tăng cơ thì mình rất là khó chơi. Đang định tấn công qua luôn đấy à, chưa dám qua. Ôi trời, rồi thanh niên đó kìa. Ôi game lắc phải anh em ạ. À, lắc phải. Ây da, hai bắn nha. Ây da, trời ơi nó đằng sau lưng nó bắn tới. Thôi được rồi, kệ đi, lâu lâu trở lại với clip thì mình sẽ chơi nhiều nhiều tí, chơi nhiều game tí. Với lại trên điện thoại thì mình có thể chơi bất kỳ lúc nào. Lâu lâu anh em vào, anh em thấy mình online thì mời vào chơi nhá. Chứ mình chơi mình nó cũng hơi buồn.
Đây là map tuyết nha em, map tuyết mình sẽ lao thẳng vào lên khu vực đó thôi. Nhưng mà trước hết thì phải đi vòng cái đã, đi thẳng vào thì chắc chắn rất nguy hiểm. Chỉ năng lượng to to lên tí, âm lượng này, âm lượng hệ thống, âm lượng nó lớn rồi, đúng rồi, âm lượng nó lớn rồi, thôi cỡ này thôi, đi thôi. Mình sẽ canh ngay khu vực đường giữa đó nha anh em, cái đường này nè, cái đường này đối phương sẽ chạy ngang này, rất là nguy hiểm nếu mình cầm pháo chống tặc. Ôi chiếc xe gì lạ thế nhỉ, lần đầu tiên mình nhìn thấy luôn, chắc là xe hàng mới rồi. Tại nhiên em đã phát hiện mục tiêu rồi, chiếc T-34. Đối phương đã di chuyển ngoài bị móc cáo rất nhiều, bên khu vực này vẫn có thể có người, tốt nhất là đứng thủ bên này thôi, không có nên chạy qua đó tham chiến đâu. Thật sự luôn, để cho team nó làm gì làm đi. Ai da, coi kìa, căng nghĩ 4 người luôn à. Vậy thôi mình sẽ tiến lên luôn nha em, mình tiến qua đây có cơ hội mình sẽ bắn bọc sườn, bắn tạt sườn qua nếu như được, tại vì cái độ uy hiếp của chiếc Tiger 2 này cũng phải gọi là khá là căng thẳng. Chiếc cà phê đã bị phát hiện, có lẽ như đã bị soi trúng. Ây da, đáng lẽ nên đổi thành đạn vàng, đáng lẽ đổi thành đạn vàng để xuyên qua được cái giáp của nó. Ây da, cái giáp nó trâu vãi cả chừng. Chết luôn. Ok, 274 đam, không nhiều, mình phải đổi thành đạn của mình thôi. Tự nhiên em, tầm này thì chơi kỹ thôi, không là thua. Cà phê đã nhìn thấy mình rồi, có lẽ cho thêm một phát. Thanh niên nó bắn trượt, đã bắn trúng giáp. Giáp mình là bây giờ đang định bỏ chạy à. Nạp đạn, nạp đạn, nạp đạn, nạp đạn. Một phát nữa, đuổi theo. Không để cho thanh niên nó chạy được. Bây giờ thì làm sao mà đỡ nổi chiếc Tiger 2 của tôi đây hả? Bạn nên đi đâu? Bạn nên đi đâu? Bạn chạy qua đó là bạn đi luôn. Đi. Ok anh em ạ, được rồi. Mình sẽ ra ba bọc hậu phía sau nha. Bọc hậu phía sau hai chiếc kia. Đảm bảo đối phương sẽ không thể nào ngờ tới được có một chiếc Tiger 2 đang ở phía sau. Ê, sẽ đổi thành đạn kia trước. Đây rồi, đang định bỏ chạy đây à. Tôi đang chờ đây. Phải chỗ à, nó chạy một hướng đó mà. Rồi mất. Mình đã hết đạn kia rồi nha anh em. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Ai da, không được rồi, nó đang nhìn thấy, có lẽ định solo ta rồi. Không, thanh niên nó đang bỏ chạy, mình sẽ đuổi theo. Tầm này không để cho nó sống sót được, để cho nó sống sót đó là khó chịu. Thấy rồi, ôi da, một phát. Không được rồi, không được rồi, từ từ nào, bình tĩnh nào. Nếu muốn solo tay đôi với nó thì giờ lên che cục u lại. Ây da, nó vẫn bắn trúng. Oh my god, chết rồi, bị bắn lén. Tim nó hết rồi, tim nó hết rồi hả? Tim đâu? Trời ơi, sao tụi mày còn phía sau vậy hả? Chết tôi rồi anh em ơi, ăn thêm một phát đạn nữa mình đi luôn ấy. Trời ơi, cái team nó còn phía sau kìa. Được, được, được. Cẩn thận, cẩn thận. Nó đang canh mình đấy, hai thằng luôn. Hỗ trợ nào, trời ơi, team đâu? Thôi xong rồi, còn có mình với thằng kia. Cái team nó ngáo vậy, team ngáo vậy. Ở đây nè. Thôi, mình đi rồi. Ây da, cái đám này. Rồi anh em ạ, à, không sao, thoát ra chơi chứ mình đã cố gắng như lắm rồi mà. Thôi kệ đi, mình cứ cài bạc từ từ. Tầm này thì cứ nhận bạc thôi. Đấy, thất bại nhưng mình được kinh nghiệm với lại bạc cũng ổn rồi. Không đòi hỏi gì nhiều. Nếu như anh em ủng hộ trong thời gian tới thì mình sẽ tiếp tục làm về Warp Tunnel Blitz nha. Tầm này thì mình
có rất là nhiều thời gian để làm về game này. Chung cái nào mình rành đó thì mình sẽ làm nhiều. Ý đổi được rồi nè. À 244 vàng nữa. Thôi không đổi đâu. Cài cài chai mà làm gì mà đòi hỏi được. Ôi, đây là cái map có đài phun nước nha. Map này hơi khó để mình có thể bắn tỉa đấy. Đối phương tấn công rất là nhanh. Mình sẽ lên đồi. Nhưng khu vực trên đồi nó cũng khá là nguy hiểm. Đây này có thể nhìn thấy nha, đồ họa nó cũng gọi là kém hơn PC rất là nhiều. Nhưng mà dù gì thì game này nó được nhiều người chơi hơn. Khá là nhiều người ăn ủng hộ. Cho nên mình vẫn cứ tiếp tục chơi thôi. Với lại mình cũng khá là thích game này. Thật sự bên PC chơi nó nhức cái đầu vậy. Gì vậy trời? Mấy thằng cha này, vào thì vào lẹ đi. Ủa, có hai con máy thì phải anh em ạ. À? Tại vì thường nó đặt tên là 2015 này này. Nhiều khi là máy đấy. À đúng rồi, này 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 này. Rồi mình chơi với boss rồi. Đây nè, mấy con boss nè anh em. Nè, thường thường nó bắt đầu bằng 2015 nè, sau đó thì nó hiện lên đó là cái tên này nè. Người ít khi nào đặt tên giống vậy lắm. Chỉ có máy thôi. Rồi, game này cũng ổn rồi. Khoan, kết gói cho đã. Ok, vừa kịp luôn, đi thôi. Bắn một viên cho nó vui nhà vui cửa. Chung chơi với boss tầm này thì khỏi lo anh em ạ. Có thể chơi tốt được mà. Game nó hơi lắc, phải chuẩn thật. Lắc này, ôi trời. Nhưng ít nhất thì mình nhắm bắn nó vẫn ổn đấy. Ôi cái thằng 43 này nó làm cái gì thế nhỉ? Đừng nói là boss cài vào luôn nha. Mình sẽ bắn tạt sườn bên phía này qua. Tầm này có thanh niên leo lên đồi rồi. Lắc đấy nhỉ? Một phát 456 đam, max max đam. Đúng rồi, chỉ có máy nó mới di chuyển như thế này thôi anh em ạ. À da, nó định bắn tôi đấy. Mặc dù là đấy không, chỉ có máy nó mới xử lý như thế này thôi chứ nó không thèm bắn mình luôn chứ. Ôi game nó lắc phải, trời ơi, tới giờ rồi sao? Trời ơi, trời, 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 chiếc xe mình biết dịch chuyển luôn anh em ạ. Né đạn được luôn chứ, trời ơi, căng vãi. Tiger rồi, đúng rồi, chỉ có máy nó mới chơi vậy thôi chứ làm gì mà người mà nói vậy được. Thấy rồi, đấu súng hả bạn? Bạn đấu với tôi hả bạn? Tôi bắn bạn mới gọi là bay cái thùng đạn ra ngoài luôn. Mà từ từ đi. Trong thì chiếc T25 này giáp nó khá là yếu, nhưng mà cái vấn đề hiện tại là cái mạng của mình. Có này, em nhìn thấy này. Ok, cũng giết được rồi. Trời ơi, khổ sở quá đi mà. Trên đồi có vẻ khá là căng nhỉ. Một phát trúng kiếp lái rồi. Anh em đang mình bỏ chạy. Trong thì boss chơi với boss thì khỏe. Chơi boss khỏe thôi, mình cài bạc nó khỏe hơn. Một phát nữa, đợi nạp đạn cái đã. Rồi chết luôn rồi. Chiếc Summon Firelight Pipeline đã đây. Không trúng được sao? Đang bỏ chạy sao? Oh shit. Trời ơi, trúng dây xích. Nạp đạn nhanh lên. Không mình sẽ đi mất, không mình sẽ chết trong khoa này mất. Chết này. Summon Firefly kìa. Có ai giết nó không vậy? Trời ơi, nó còn sống kìa. Trời ơi, cái team tôi. Thôi được rồi, để tôi luôn đi. Nói chung bắn với boss thì pháo chống tăng nó rất là lợi hại nha này. Mấy con boss này nó không thèm nhắm pháo chống tăng hay sao ấy. Rồi, mình sẽ chơi tầm thêm một trận nữa đi. Tại vì nó không ổn lắm đâu. Với cái tình trạng mạng này thì không ổn lắm. Khá lắc. Khá lắc. Ở ngoài sảnh thì nó không sao nha. Nhưng mà vào game thì nó lắc vậy. Ở đây nghiên cứu này. Ui nghiên cứu được rồi này. Ui ngon 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 ngon. Lụm lụm lụm. Bây giờ phải cần 2 triệu tư mới mua được chiếc này. Chiếc này thì độ hạ nòng nó khá là thấp nha. Nhưng mà từ từ đi. Đó. Bây giờ khá là thốn. Khá là thốn anh em à.
độ xiên không cao nhỉ, độ xiên không cao bằng cái khẩu này nhỉ. Đây rồi, chung thì mình đang lên từ từ những cái dòng khác. Mỗi ngày mình đều có thể cài được, mình có thể cài được rất nhiều. Rồi, ok, nào mình sẽ chơi thêm một trận nữa nha. Với chiếc STEMI nữa. Gì đây? Lên bậc hả? À, cái này thì cũng không quan tâm, cái này cũng không nhiều lắm đâu. Cứ lên bậc thì nó cũng chả có ý nghĩa gì nhiều. Rồi, tiếp nha anh em. Tiếp luôn đi chứ đợi chờ nữa. Tăng tốc được không? Có gì để tăng tốc? À, tăng tốc bình thường đi chứ mình tăng tốc bằng bạc thì nó khó đấy. Ok ha. Câu ra mình có bao nhiêu kinh nghiệm rồi. Thôi được rồi, ok nào, cài tiếp nha. Chung dòng cấp 7 thì cài bạc khá là ngon. Hy vọng là gặp boss nữa đi. Nhưng mà thôi, gặp người bắn cho nó ổn ổn anh em ạ. Ai da, cái gì thế? Trời ơi, sao vậy? Ôi, tới giờ rồi anh em ạ, có thể là giờ này nó lắc rồi đấy. Hay da. Rồi vậy thôi, chung thì nếu như lắc như thế này thì video mình tới đây cũng kết thúc luôn. Hẹn gặp anh em vào những video sau nha. Đây là lần trở lại đầu tiên khi mình chơi World of Tanks Blitz. Hy vọng là trong thời gian tới thì mình sẽ có thời gian làm thêm video ha. Ok, tạm biệt anh em nha.